Đây một chiếc xe trộn bê tông tiếp nè các bạn. Đó, xe trộn bê tông này khá sạch rồi. Ok, rồi bỏ qua đây. Rồi một chiếc xe bồ màu xanh đó, đây wow bạn ơi, xe gì đây? À, một chiếc xe ben, một chiếc xe ben nè, nó đang dính xình quá trời luôn. Hello các bạn, hôm nay mình đi tìm đồ chơi nha. Mình nghe nói ở chỗ đống đất này có nhiều đồ chơi lắm nè. Bây giờ mình sẽ đào cái đất này lên coi có đồ chơi không nha. Ok, mình đào đất lên cho các bạn coi nha. Wow, đúng lên. Wow các bạn ơi, nhìn nè các bạn ơi, nhìn nè, chúng ta có xe gì nè. Đây mình xúc lên cho các bạn coi luôn. Wow, nó nặng lắm các bạn ơi. Đạp đạp nó, đạp nó, đạp nó. Wow các bạn nhìn nè. Wow, bị lắp lại rồi. Đây, đây một chiếc xe gì đây. Wow, một chiếc xe cần cẩu nè các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu rất là đẹp, màu xanh nè. À đây nữa, đây wow, một chiếc xe gì đây? À một chiếc xe mô tô màu xanh nè. Wow, nó bị dính đất rồi. Đó nè, đất dính lên nó nè. Wow, và đây chúng ta có một cái xe gì đây nữa nè các bạn. Đây xe gì đây? Wow, à một chiếc xe rác các bạn ơi. Vậy là chúng ta có ba chiếc xe ở đây nha. Ba chiếc xe màu xanh rất là đẹp nè. Ok, chút xíu mình sẽ đi rửa nó nha. Ok các bạn ơi, tiếp tục bây giờ mình đào cái đất này lên nữa nha, coi có xe gì không nha. Wow, 1, 2, 3. Trời ơi, nặng các bạn ơi. Wow, à, lên rồi nè. Trời ơi các bạn ơi, các bạn ơi nhìn nè, có ba chiếc xe. Ây, wow, các bạn nhìn nè, một chiếc máy bay trực thăng nha, màu cam nè. Rồi ok, ở đây chúng ta có chiếc. Wow các bạn ơi, một chiếc xe máy cày nè các bạn, chiếc xe máy cày màu đỏ. Wow, được hai chiếc nha. À ở đây luôn, ở đây các bạn nhìn nè. À, đây nè. Wow, một chiếc xe tải màu xanh, màu xanh dương. Wow, chỗ này nhiều đồ chơi lắm các bạn ơi. Ok, mình được thêm ba chiếc nữa nha. Bây giờ mình sẽ đào tiếp coi có xe gì nữa không nha. Ok, mình bỏ xe bên này qua đây nha. Hey, có ba chiếc hồi nãy nè. Rồi ok, mình sẽ đào tiếp nha. Ok các bạn ơi, tiếp tục mình đào xuống dưới chỗ này coi có không nha. 1, 2, 3 bẫy lên. Wow, à các bạn nhìn nè. Wow, xe gì nè. Wow các bạn ơi nhìn nè, một chiếc xe trộn bê tông, một chiếc xe trộn bê tông hay nè. Đó, màu vàng nha. Cái thùng bê tông này wow, nó bị dơ hết rồi các bạn ơi. Ok, mình đã đây nha. Đây các bạn, xe gì đây? Bới xuống là xe gì đây? Xe gì đây? Wow, wow, một chiếc xe bồn các bạn ơi. Một chiếc xe bồn chở xăng nè. Màu xanh, màu trắng nè. Wow, nó cũng bị dơ nhiều quá các bạn ơi. Đây, chúng ta coi xe gì đây nha. Wow, đó là xe gì đây, xe gì đây? Wow, một chiếc xe máy xúc nè. Wow, chiếc máy, xe máy xúc đất nè. Cái gầu của nó có đất nè, đó. À, xúc đất được nè các bạn. À, xúc đất nè. Nhả ra nè. Wow, xe máy xúc. Ơi, ba chiếc các bạn ơi. Ơi, bây giờ mình bỏ ba chiếc này qua đây nha. Ơi, mình lượm được quá trời xe kìa. Có một chỗ này thôi mà nhiều xe quá. Ok, mình đi tìm tiếp nha. Trời ơi. Mới lên nào. 1 2 3. Wow. Các bạn ơi. Wow. Wow. Lại nha, trời ơi. Đồ chơi nhiều quá nè. Nè. Đó, các bạn nhìn nè. À, một chiếc xe tải nè.
Và các bạn đã mua chiếc xe tải dính tay sinh nè. Chỗ này hơi đất, hơi bị ướt rồi, dính tay sinh luôn. Ok, bỏ chiếc xe tải qua đây nha. Một chiếc xe tải nè. Wow, bạn ơi, xe gì đây? À, một chiếc xe ben. Một chiếc xe ben nè, nó đang dính sình quá trời luôn. Đó, hai chiếc xe nha. Đây, chúng ta có xe gì màu xanh xanh nè các bạn. À, xe gì nè các bạn ơi? Wow, xe gì đây? Wow, một chiếc xe tăng nè. Wow, cái súng của nó nè. Wow, nó dơ quá các bạn ơi. Để tí mình đi rửa nha. Đây chiếc xe. Rồi, mình mới ra tiếp coi. Đây đây các bạn ơi, đây. Wow, một chiếc xe cứu hỏa. Đây, màu đỏ nè các bạn. Wow, chiếc xe cứu hỏa đẹp ghê chưa. Ok, bỏ đây luôn nha. Bốn chiếc nè, mới còn không nha. Wow, bỏ này ra. Hình như chắc hết rồi các bạn ơi. Hết rồi, đào lại nha. Còn không á. Wow, hết rồi các bạn ơi. À đây các bạn ơi. Wow, còn nè, một chiếc máy bay màu vàng. Ha ha. Đó, một chiếc máy bay màu vàng rất là đẹp luôn. Ok, cho nó nằm trên xe tải này. Rồi mình được thêm 4 chiếc xe nữa nha. Với một chiếc máy bay là 5 nha. 4 chiếc xe, một chiếc máy bay, cho qua đây luôn. À, rồi các bạn nè, đó, chúng ta có nhiều xe chưa. Ok, giờ mình đi tìm thêm một lần nữa coi còn xe gì không nha. Ok các bạn ơi, mình bới chỗ đất này ra, mình tìm tiếp coi có xe gì không nha. Hay các bạn, nhìn nè các bạn ơi. Wow, một chiếc xe container nè các bạn. Một chiếc xe container màu vàng. À ha ha, nằm đây nha, vào đây nha. Có còn nữa không nha? Wow, đây xe gì đây? Wow, đây một chiếc máy xúc nữa các bạn. Hồi nãy chúng ta có một chiếc máy xúc màu xanh, bây giờ chúng ta có một chiếc máy xúc màu cam nè. Được hai chiếc, vào đây luôn. Rồi tiếp theo. Rồi, wow các bạn ơi, xe cứu hộ nè, xe cứu hộ chữa cháy nè. À, màu đỏ, cần màu xanh nè. Ok, được 3 chiếc. Rồi, vậy là mình có khá nhiều đồ chơi rồi. Bây giờ nó dơ hết rồi, mình sẽ đi rửa đồ chơi nha, cho bạn coi nha. Để bỏ qua đây nha. Ây, mình sẽ bỏ vô cái xô này, mình đi rửa đồ chơi hết nha. Wow, ây, bỏ vô hết luôn các bạn ơi. Đó, bỏ vô. Rồi. Wow, đồ chơi ai bỏ đây mà dơ hết trơn rồi. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi rửa đồ chơi nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đổ đồ chơi ra cái chậu này để mình rửa nha. À, wow, đồ chơi dơ không các bạn ơi. Nè, đó, quá trời đồ chơi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ xà bông vô mình rửa nha. À, mình rửa theo cách mọi rửa các bạn ơi. Đây, xà bông nè các bạn. Đổ xà bông vô mình rửa xe cho sạch nha. Cái xe này dơ lắm, không có đi làm được. Ừ, chúng ta phải đổ đầy xà bông lên. Rồi, xà bông đầy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình vặn nước ra nha. Đây, vặn nước ra rồi rửa nha. Rồi, rửa cho sạch nha. Xe này dơ quá rồi, nó lại nó nào. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng cái này mình để mình rửa xe nha. Bây giờ mình tìm xe nào. Wow, các bạn ơi, xe gì đây? À, một chiếc xe container. Mình rửa cho sạch nha. À, âm chà, trời ơi, nó dơ quá các bạn ơi, nó dơ quá, mình xả nước nè. À, đó các bạn ơi, một chiếc xe container nè. À, chà cho sạch nha, phải sạch thì mới chơi được. Rồi, rồi, ok, một chiếc xe container nè, sạch rồi các bạn ơi, mình xếp xuống đây nha. Đó, ở đây. Rồi, tiếp theo qua đây nào. Xe gì đây, đây, mở nước ra. Wow, chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi, chà cho sạch luôn. À, dơ quá. Xe gì đâu mà dơ quá trời à. Dơ vậy sao mà đi được. À, nhúng nước lại mình nữa coi. Rồi, thêm một chiếc xe cứu hỏa đã sạch rồi các bạn ơi. Rồi, bỏ qua đây nha, cho nó nằm trên chiếc xe container luôn. Rồi, tiếp tục nào. Ai, xe gì đây. Rồi, mình xả nước ra. Wow, đất này các bạn. Đó, đất nè. Rồi, một chiếc xe gì đây, chiếc xe ben nè, mình chà nó nha, chà cho sạch nha. Đó, để nó dần lại. Rồi, rửa lại nha. Đó, hai chiếc rồi, chiếc này mới là 3 chiếc nè. Ôi, ok, nó sạch rồi, mình bỏ qua đây nha. Rồi, 3 chiếc. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nào. Wow, một chiếc máy xúc nè. Một chiếc máy xúc, ok, rửa nó luôn. Cái máy xúc này khá sạch, ha, mình chà sơ sơ thôi. Đó, sạch rồi các bạn ơi. Sạch rồi nè, rồi bỏ qua đây tiếp. Wow, đổ xe kia rồi. Wow,
Giờ mình coi, mình lấy hai tay mình mở lên luôn. Wow, nhiều lắm các bạn ơi, ba chiếc luôn, mình rửa luôn cả ba nha. Đây nè, một chiếc nè. À, chiếc xe này là chiếc xe cứu hộ nè các bạn, màu xanh. Ok, mình bỏ qua đây nha. Đó, tiếp tục. Wow, một chiếc xe trộn bê tông với một chiếc xe tải nè. Wow, xe tải dính đất nhiều quá, chắc mình phải lấy cái bàn chà mình chà nó rồi. Đây, chà cho sạch luôn. Dơ quá. Đó, thôi một chiếc xe tải đã sạch rồi, bỏ xe tải qua đây nha. Đây, đây một chiếc xe trộn bê tông tiếp nè các bạn. Đó, xe trộn bê tông này khá sạch rồi. Ok, rồi bỏ qua đây rồi. Ôi, nhìn các bạn nhìn nè, mình mới ra. Wow, vô quá các bạn ơi, vô quá. À, một đống xe luôn. Rồi, bây giờ mình rửa tiếp nha. Rồi, đây luôn, rửa đây luôn. Ở nước luôn, wow, một chiếc xe bồn màu xanh. Haha, một chiếc xe bồn màu xanh. Đó, đây. Rồi, tiếp nè, xe này. Đây, wow, một chiếc xe rác các bạn ơi, Rồi, bỏ qua đây luôn. Rồi, tiếp theo chiếc này là cái gì đây? Chiếc xe máy cày nè, rửa luôn. À, một chiếc xe máy cày màu đỏ. Và đây, tiếp theo, wow. Một chiếc xe máy xúc với một chiếc xe mô tô nè các bạn. À, thêm 3 chiếc nữa, bỏ đây luôn. À, xe quá. Ok, tiếp tục. Đây các bạn ơi, 3 chiếc, 4 chiếc nè. Giờ nó dơ quá, xà bông nhiều quá, mở nước nha. Rồi, một chiếc máy bay, một chiếc xe cứu hộ màu đỏ, chiếc xe cứu hộ này để làm nhiệm vụ cứu hỏa nè. À, sạch 3 chiếc luôn rồi các bạn ơi. Ở đây nha. À, 3 chiếc xe, 4 chiếc xe, 1 chiếc máy bay nữa. Đây, phải toàn chiếc xe nào không nha. Bởi rồi. À, wow, 1 chiếc xe tăng. Tên, quay nó nè. Rồi, rửa nó. Đó, trời ơi, đất nó ra nè. Rồi, sạch rồi các bạn ơi, sạch rồi. Ok, tính nước nào. Đây, một chiếc xe tăng có nòng súng nè. Ok, mình để qua đây nha. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, thành quả của mình nè. Quá trời xe luôn. Mình thích nhất là chiếc xe máy cày nè. Rồi, tiếp theo là chiếc xe trộn bê tông nè. Wow, đẹp ghê chưa? Wow. Rồi, các bạn thích xe nào thì để lại comment cho mình nha. Mình cũng thích chiếc này lắm nè. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Mộc Duy To nha. Bye bye.